mình là bác cho nó tu thì như là gì có lắm tiền sự ta sai cho nó à thu mà mình là có ta sai cái gì có thì gì đó đi mà đầu tập giả bị đau mặt thì bà đấy nha nó gì cái mà lấy về có nó cố bảy thọ đoàn số bên này đấy cho nó tao trả bảy người ta thì lấy về cố bảy người giá gì cả sai thì lấy gì đấy thì cho nó sẽ thấy ở trái thì trong nhà thấy trái gì là trong bị ra đấy mấy người thì lấy gì đấy bọn nó ở đó cố gọi lại được cái này để xem người ra đấy số này cái này tiền đi bố à sao số chỉ đoán bố nhiều như mà đấy thằng nhá là cái nói video của chị đoàn mẹ xuống bọn nó thì video thầy bố thầy mà bệnh nhân này chuyện cho có mình này chuyện cho không được chuyện ra cho cô ai lòng tin nhà mà chết chết đại lũ bây giờ nhà này này tôi sai cái này đâu qua tin nhà mà chết đại được cho cô đại bọn nó cả gia đình mà cả gia đình nó thôi tiền mà thôi tiền cho nó biết thì giả thành bọn nó ai lòng cô đại sẽ chạy xuống xe video cả sáng này mà lại chết bãi đây giờ giờ bọn nó ai lòng mẹ sai thuê của thì đây giờ chị này video đi của xong thì chị vào thì chị mãi nhá nhưng nó cho nó sau này trong người đợt làm bọn nó sau này trong người đợt mà chờ đó lô lê giá trị thay đấy rồi cô đông đông nhá thì đông nó bao mãi thì đông nó bao nó nề giá đấy nề bao vào thì còn đấy nhưng còn lưu thầy sĩ của nó cũng như còn lưu thầy nếu giờ thì má phá thầy nguyên sẽ đó còn thầy sĩ số bị đậu nguyên đấy bây giờ nào bây mà số này đấy giờ lô lê giá thay đấy rồi đó còn đông cô thì đông nó bao nữa thì đông nó bao nó cô lê sáu bảy của nó là cô lê sáu bảy giá là thì đại đại gia mới thì má cô bảy số đại đại lâu sinh ngày đại lịch thì đại đại gia không thể cô bảy nhé không cô số bị đậu thế ta quá thì thế này hợp lý cái đấy nó đó là bát tham tập đấy thứ hai là bên sao đó mà ngã sẽ đi đâu nó bao nữa đi đâu nó bao nó sẽ giả đấy sẽ bảo vào đi đâu nữa sẽ đâu để thấy gì rồi thấy gì cả nhưng mà giờ thì mà bảo thấy người này sẽ đâu thấy gì xóa đi xem đấy thì nhìn nào bây mà giờ là ngã để khó đi đâu nó bao nó đâu nhà đấy đâu bảo vào đi xem đấy đâu xem ngã nào bây bỏ nó rồi đâu xem ngã nào bây này ô thì mà ngã bây đâu xem nào chỉ để ta chọn đâu thấy ngã bây này đâu ngã số gì đó để ta qua thứ hai là bên sao bây giờ đấy bỏ nó rồi thứ hai là bên nhà của sao đó tất cả các bệnh nhân mà sinh ra bé tỷ lệ đông nhà thì đông nó bao lấy đông ngã ba vào thì đông nhà này ngã đông nhà đông thay gì bỏ nó bây giờ thì thay gì cả nhưng mà điều gì mà ngã thay gì số bị đậu nguyên này thì não bệnh quá não bệnh mà sinh ra ở bộ bên này đây này đông nhà lưu cố thì đông nó bao lấy đó đông nhà đấy đông bao vào thì sinh này đông sinh ngã bệnh thì để cho cháu thì mà lấy bé đông bệnh cái lòng số bị sinh ra lấy thì để cho cháu ngã thay đông bệnh nhé ngã đông số để thế được quá đông bệnh ra đại sinh bị cái đó không có sửa tập bệnh đông ngã sửa tập bệnh ngã đông sửa tập bệnh bọn nó thì luôn như đi được cái phá đấy hay luôn như cycle khi đấy đó thì cái này mà lưu về bọn nó cho ta cái này lấy ra được rồi cố sửa cái này lấy ra được rồi bọn nó thì ta cycle ra cho nó sắp bị rồi giảm đấy pi kem này xuống bọn nhá hay đó sau lưu đó thì đông nó bỏ lại đó thế thì mình nhá xuống đông sẽ ngã thấy gì giảm đấy pi này nó bị bọn nó bị mà xuống đấy đấy sau sau cố thì đông nó bỏ lại thì đông nó bỏ lại đó thì giờ đấy thì bảo vào đi chào nữa thì chào sẽ bị bỏ nó ấy cho cháu đúng xin ngã thầy sĩ thì chào sẽ bị của cả sao mẹ bỏ nó đúng thì xin mẹ ra đúng chào xin mẹ đúng sẽ xin bà mẹ thì xin đi xin chào nữa xin sẽ xin bà mẹ thì ngã đi bỏ nó ngã đi ngã chào nữa ngã sẽ sửa lại thì cái này cô qua cả đó cái nói tôi sẽ giải thích lại bỏ nó sau này cho mình được mình sẽ cô qua ta sai gì bà tôi cho giải cho nó xin mà giờ đó nó cứ luôn luôn làm việc thôi mình sẽ xin để xin thầy sĩ gì là cả sao giờ mình sẽ xin để thầy sĩ sửa gì bỏ nó nó bị sửa gì là cả sao giờ mình sẽ xin để xin thế cô qua sai thì cô chạy về bỏ nó thế cô qua sai thì cô về cả sao để mình sẽ để xin trả lại bỏ nó ở đó cái cô chỉ là mình sẽ nhà lên đấy mình sẽ được chạy về được luôn à lòng bỏ nó nhà xin được chạy về được du động về được cả sao luôn nhà bà đấy cho nên nhà à lòng cô bao giờ gì nhà gì cho nên xin nhà này đấy nhà vừa đi thà là phải là được mình sẽ được chạy về được du động cả sao luôn nhà bà đấy đi cả cả bao phủ về gì gì nào bỏ nó đây là cho nó thì thế mình chạy về thì bây giờ là xin thầy về bỏ nó thì để mình cô qua thì anh mà mình sẽ được không bây giờ cả sao luôn nhà nó thu âm mấy năm qua thì cô nó phải anh này đi xem bỏ nó sau bây giờ mình cái đó break anh ấy giờ rồi nó cố break thì cũng đông bị thay bọn nó cố break cả giờ rồi luôn lấy ra thay sự điều chỉnh ngã xin ngã thì đông nó của bao nào bọn nó thì đông nó của bao nó xin giờ đấy thay đi break đông ngã rồi thay cái nào thì ra cho xin break ao này thì lấy tiền đông thì đông nó bao lại đó xin break cái đó thì mà rồi là xin break đông ngã ngã đông rồi thay cái nào thì ra cho xin break thì ao này bọn nó cái đó thì nó thì mà sau lấy cố thì đông nó bao lại đó break mình là bao giờ là xin cố break thì nhà bà đấy thế là mấy sinh nhà này là đi tới sai khi nhà cô bên này căn nhà căn nhà số ba cái này sinh nhà rồi ship đi rồi đặt qua sinh này thì trong sau rồi đi đặt qua sinh mà khi đặt cho thì nó qua khi ra đó thì nó sẽ lại cho mình được đi cả bọn nó on qua mấy on nó qua khi về chế biến thành là cái bàn đấy tới khi này bọn nó thì về chế biến thành nó qua khi ra là đó nó tới sai khi của chân đi đặt cho mấy sinh nhà này đi đặt qua sai khi của sao mấy mà ở khu chân nó cala chế biến thành là cái này của bộ đêm đi đặt cái sao dễ chế này bọn nó là đó alo này là mình đi chân đi đặt rồi đông đi đó bao gồm thêm nhiều ông cả già này già bà thế cho nên nhà người sinh hoạt không bị bại nhá nên là mấy sinh nhà này nhân lực khiến cho mà lấy được nó từ lúc về cái này châu tham lấy vì trong nhà được long phải nhiều và lúc đi trong việc tham lấy số này cũng sắp bị đau nó chỉ qua lại bảo không nhá nên là ai là người mà bia cái mà lấy này có cho sai cái mà bia cái mà cho nên thì mà thay bị là phải phân ra cái của alo như bây giờ bảo
đi bài văn là bài gì à rồi mấy sự đồ này tôi thì cái này thôi chỉ nói gì có mấy chuyện yang tiền chuyện nào về gì đó vậy sau đó chuyện này cái nó là đôi lúc cái gì nó sẽ nói tôi thì người ta gì ấy sau đó thì làm ấy là đôi lúc cái gì làm ấy bao giờ không được cái gì là cái bài nhá là cái nó lâu ngắn sau lâu là để chuyện này sau khi đã cuộc chuyện thì cô lấy về à chuyện này là được gì đó à đôi lúc cha này thì cái lúc mấy gì này 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 về cái nó lâu ngắn sau lâu là được cuộc chuyện thì vẫn thì không được cái tâm như đây của vậy tôi gì ấy cái nó là tôi sai tại tôi sai cái tay mà đấy cái nó là thì không được cái tâm như đây của vậy của nó mấy sự đồ của thầy dạy thêm gì đó do này đấy, còn nó cố chạy đi đây đấy, thì không được bật lưu của bé sẽ lại đông dùng này xuống đây cả, alo đó chỉ cố chỉ để làm sinh nhà alo mới, thế chạy đường dùng một số không đang gần gần này bọn nó, vậy sẽ lâu lâu cái này đồ đá về, cố chạy đi giải đi đưa ra rồi lấy của alo mới, nhà lại tập vào vào cái này để cho nó nên nhà đi qua đường gì đi ra vào nhá, hay bây giờ mới sinh nhà này tôi thì cái này thôi chỉ là gì, còn mình sẽ nhau trên trên sẽ được nhà gì, cho nên bà con này bật lưu của tôi chả, xin xin đi đâu bọn nó alo mới, thay vậy cho nên phải vào đi mà, lại sẽ được việc cái này nhà này thôi ra vào đấy. Có một số giáo viên thì cái này mới là sửa rồi mới đấy, còn nó là đưa đi đó, hay là lâu ngày nó ra bài đấy không nhá, hay là ai vào sau này nhà đó sẽ xảy ra tiêu hoa này đi lâu cái bài đấy không nhá, hay là sẽ xảy ra đi vào nhà sinh nhà đi nữa, thôi ra rồi là có, có một số giáo viên này đi đâu là không bỏ, nghĩ đi mà số bỏ nó, khoe cha mình mới sửa anh ấy, mới sửa rồi này, khoe sang cho bố thằng ta sao đi thằng sao đi thằng sao đi đó, có một số ngã nhà cái nó sao đi đâu cái bài đấy không nhá, hay là từ ngã đang thằng sinh nó có một số lao ra cái nó bị đấy, sinh chao ra cái nó bị gì đó, tới đây nhà thằng sinh nó có một số xe ra cái nó số bị đâu cái bài đấy, đâu mấy số nó thế này. Đã nên mua thu dễ xịt ở nhà mà xịt ở nhà mà với có mấy sinh sĩ đang chờ đợi mấy sĩ đồ anh em ấy để thay mà anh ta tiền bỏ nó tiền là giá xịt nên mua đi lấy cái bài thôi nhá để rồi tới đây thì nhà đấy ở nhà thì này tụi tôi thấy là bố bây giờ cái gì để bỏ nó phải cho nên rồi tới đây thì thấy là đấy là đây thì thấy cô nhà mình đâu nên thấy cũng xe nó sai đặt tiền bỏ thì đông người đấy nhà ở nhà nhà đồ thu tiền nhà nhà đồ có mấy sinh nhà cái nó là tôi bây giờ giá xịt mà xịt ở nhà mấy sĩ đồ nhà quá cho nó nhà cái này thôi mà bây giờ nhà đồ thì check lấy vào nó tôi ở đây check lấy tiền mấy đồ cho nên là đi qua những chi bài này nhé, rồi sau đây chúng ta sẽ nói bài văn này là cái gọi là chia lý mà thả bộ lộ quả này nhé, rồi những người kia đó xài cái gì là bài, những người kia đó xài cái mà xong như thế, cho nên là bây giờ lấy bao nhiêu xong, không những cái bây giờ xin thì bao cả, cái kế bao thì đông luôn cổ bằng nào đó, thì đông luôn cổ bằng là cho bài giải lên xong, tông nhà giải đấy, tông nhà bảo hòa thì ngã này, tông nhà ngã khổ bao đó, tông nhà ngã khổ thầy sĩ bộ, ta đi thầy sĩ. Rồi thì cái gì cả nhưng mà giờ đôi mà phát thấy quên này xin tông nhà thầy sẽ bị đậu quên này thì ngày nào bảy làm được bốn nào bảy ra giờ đó rồi lấy quên này xin nào bảy ra giờ là cho cái này đi ra đây rồi mà qua rồi á hay đó không đông này ví dụ như đi qua cả ngã hay đó thì đông nó bao nhiêu thì đông nó bao nhiêu phải là xin lấy ra đấy lấy vào vào đi cô này lấy cô này nào bảy bộ hay là đi lấy cô này nào bảy nhiều lấy bảy cái lòng xin là được cái đó cho tông nhà thầy lấy bảy này tông nhà lấy số gì đó thì được qua vòng đấy thật bị cái đấy đó hay đó nào thật tập đi nào thật tập đi mà lấy đấy thì cô đồng thì đồng nó bao này thì đồng nó bao nó đồng nhà đấy đồng bà đi xin đấy đồng xin ngà thầy sĩ bảo nhá thế là thì đồng xin ngà thầy sĩ nhà này mà đâu thì mà ba thầy quen này rồi đồng thầy sĩ quen này thì nào bị mà rồi này đấy thì cô lấy thì đồng nó bao này thì đồng nó bao này cho lưu nhà đấy lưu bà đi cô này lưu cô này nào bị thế là thì nào bị này rồi nó lưu bị thì nó xin nào đấy cho cái đấy cháu đồng thầy lưu bị này đồng lưu số gì đó thế được qua con đi tu đi được không thế được qua bao thế này mà thế được qua thì sẽ bị được bị cái đó thế là đi được không chết đông nhà khổ thì đông nó bao này đó bà già này rồi ngã già đấy ngã bao thì đông nhà này ngã đông nhà đó thầy sĩ giờ đi thầy sĩ cái này mà giờ thì má phá thầy quên này rồi ngã thầy sĩ rồi lúc này này thì nào bây này này rồi này đấy chết đông nhà này thì đông nó bao nó đông nhà ngã khổ rồi lại nào bây thì già rồi bố nó giờ thì đông nhà ngã khổ nào bây này đấy ngã nào bây thì lòng này xin nào đấy chết đấy cho ngã ngã bu sai cái tại vì cái nhà mà này sẽ bị đập bây giờ bố nó ở bên mà này đông nhà này sẽ được quá à đối với mà tông lý cái địa bàn mà ngang ngang rồi đó tông mình sẽ lại đi cái đó sai cái gì đó nó thì đâu biết sẽ đó sai cái gì cái đó cho cho nên hôm nay nhân lúc đó nó cố sẽ đại nhất sẽ bị đó bị làm thế này xuống nó giá trị là cái này đi ra đó mà thua mà xuống nó sau đây đồng nhà đi đâu nó bỏ lại đó thế cái này này con này đồng nhà thấy gì rồi lấy làm đấy thì nó bị mà xuống này đấy thì cháu cháu thì đâu nó bỏ lại đó thì đâu nó bỏ lại đó đồng nhà đấy đồng bảo vào được xin đấy đồng xin là nó bị lấy làm đấy đây đó cho không đông sinh này đó, không sinh sinh này, không ngã sinh bám này, tiền nên đông sinh này, nên sinh sinh này, nên ngã sinh bám này, tiền đông nhà đông, đông nhà sinh này, đông nhà ngã sinh ra đi cả đó, thì nên để khi đó nhà sinh ra đấy mấy cái cô vợ đó sạch đi bớt chỉ bả đấy, cái đó mấy sinh nhà này này, chạy chỉ cho xem nó thấy cái sao lộ nhà bả đi, rồi mấy cái cô vợ đó sạch thêm mà hiểu gì ở nhà mình nữa, chạy bằng thế gì nhà đó, đông nhà thế. Rồi mấy cô gái đó thông là đi mà break thì này cho bùi ập giáp mà kia đặt cho break gặp bà break đó xuống tông break đi xịn mà nó rồi tông break gặp giờ đó thì nó đi mà ngã thì nó là lông bao nữa thì nó lông bao nó bao giờ đấy xong không giờ đấy thà đi không break tông đi đâu thôi cái đặt cho không break mà này
tiền tàu nhà đi thằng long bò này đó tàu nhà về nhà đấy thì mà ngang ngang vừa thoát ra thì đã chọn tàu nhà về cái này này bọn nó bây giờ thì mà tàu tàu nhà đi thằng long bò này đó đấy ba về nhà đấy sẽ tàu về rồi lại nhà đấy bọn nó bây giờ tàu về nhà là thì đã chọn thì về thì nhà sẽ bị bị cái này xuống nhỉ thì nó đi tàu về này cái gì đấy cái này xuống tàu nhà tàu sẽ được qua cái gì vào đấy bây giờ thằng này vào bên này cái gì đấy thằng mau rồi mình sẽ qua tôi đi ở đây mình thấy những người bé nó tôi nhớ sự là được qua cái cuộc bộ video ăn đàn là cái đấy giống chúng mình nên được nhận được cái đó chúng mình qua cái đó thu âm mình nó qua những người cái đó những người yêu trẻ bị thảm hại không nhá nên là mấy gì nhà đó ở trên thì là bọn nó ở trên thì là số người bé nên được nhận được thẻ cái sao chỉ được ra vào không nhá rồi ai lâu người bé tao qua thêm một bộ đấy cho nó lấy cái con số cái gì số nhà đi bọn nó tao qua mình nó chưa ra bị thảm hại đấy ai đó chẳng ai lâu người ở chỗ gì đông xa gì đó tao qua thêm một số cái giá này ra vào thế nó thì nhà bạn ấy xung quanh tao bị bảo được không nhá bây giờ chúng nó thì mà đôi thì cần nên thu tiền nào gì còn nó sẽ nhau thì nó sẽ được tiền nào gì bọn nó và chúng nó lại đợi lâu quá nên xuống nó thì bị tay chỉnh đi vào giờ đó và nếu khi mà xuống nó sẽ được này tông giờ như thế nhưng mà khi mà xuống nó tông này như thế như thế mà cần nên thu tiền để tay trả khi để tay giao thì tay chỉnh đi để mà tay để mà mấy sử dụng như này bọn nó nhà số sẽ về bị đó cần nên nhà lại thu lưu giá được còn một số nhau tiền tiền là mấy số nhà được là tiền 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 lưu giá bạn được nhá rồi mấy số nhà anh em ấy dòng gì mua xí xóa nàng cả mua xí xóa mua gì chơi mà sao vẫn xây xa mua xí xóa alo lâu càng chỉ là số nó tôi đi mua được cái bài văn là cái gì của mình mà tham một cái bài alo bài văn là cái gì đó tông nhà cố sự cố còn sao chuyện hay nhiều cố không phải phải không nhá alo bài văn là cái gì của đại bây giờ gì dòng gì xây xa một đi qua nữa sẽ tới gì đó là được alo càng mua mà lấy được mà đi ăn được lại phải không nhá alo là được alo càng chỉ là hỗ trợ là mua xin nhà để càng nhiều nữa adi tất cả chỉ là mua xin nhà xí nhà bây giờ gì dòng gì xây xa mua xí xóa sẽ tới là nhà được cho nó bà con để ăn uống phải có bài được không nhá ai luôn lấy về xem tôi chỉ sự về trả được nó sẽ là kiểu gì là kiểu gì là ngủ mà thì nhà bạn thu về chỉ sự tiền sự bài được nhá tao gần như mà lại bao giờ thêm gì xóa muốn trả bài được xem như cái ông nhà xóa phải xem như trả bài được nhá chỉ sự tiền bài được nhá.